Ok, bữa nay là đã qua ngày 25 rồi. Chắc chuẩn bị, mọi người chuẩn bị đi về. Mình Merry Christmas everyone. Merry Christmas chị Linh. Merry Christmas Linh. Yeah, thank you. Merry Christmas anh ta. Yeah. Rồi mình cũng xin chào mọi người nha. Mình bây giờ vãn tuồng rồi, mọi người chuẩn bị ra về. Mình cũng xin chúc mọi người một mùa Giáng sinh thật an bình và hạnh phúc nha, vui vẻ, đầm ấm.